Chào tất cả các anh chị, Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là video phân tích vàng, Forex, chứng khoán Mỹ, Việt Nam và Cryptocurrency theo Bob Fomen Production. Phương pháp này Hoài đã sử dụng từ rất là lâu rồi anh chị ha, từ năm 2018-2019 đến bây giờ. Tại điểm hiện tại thì chúng ta đang bước vào một cái mùa khá là hấp dẫn của gần như tất cả các thị trường, bao gồm cả thị trường vàng nữa và đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam. Sau một cái thời gian khoảng chừng một vài tháng, hơn một tháng thị trường giảm giá thì đến nay thì cái thị trường chứng khoán nó mới bắt đầu quay trở lại. Và đặc biệt là cái tin về quyết định lãi suất của Fed vào ngày hôm qua thì chúng ta thấy thị trường chứng khoán có một cái nước cờ rất là khởi sắc. Và trong tuần vừa qua chúng ta cũng đã có những cái tiến triển tốt cho những cái giao dịch vàng và Euro USD. Chúng ta cùng đi vào video để đánh giá những cái giao dịch mà Hoài đã thực hiện trong tuần vừa qua và chúng ta cùng lên kế hoạch cho tuần mới nha. Ok, chúng ta cùng đi ngay vào thị trường vàng anh chị ha. Vàng thì sau khi có cú phá vỡ lên khỏi mô hình VCP là họ đã thực hiện ngay một cái giao dịch mua khi giá break lên khỏi cái đường biên của cái mô hình. Và hiện tại cái giao dịch này chỉ đang có khoảng chừng chưa tới 1 € lợi nhuận thôi. Nhưng mà cái phản ứng của giá đang rất là tích cực. Tích cực ở cái chỗ nào? Đó là ở cái chỗ mà giá sau khi nó retest anh chị ha. Anh chị thấy cái nó retest tại đường biên nè, bằng một cái nến giảm nè, thì ngay sau đó giá nó đã bật lên. Đó, thì cái hành vi này cho thấy là đây là một cái cú phá vỡ tốt và nó đang được hỗ trợ rất là tốt bởi thứ nhất là đường biên ngang này quanh khu vực 2475 và chính cái đoạn nén trước đó của chúng ta. Đây chính là cái đoạn build up nè, một đoạn nén nhỏ nhưng mà nó đủ sức để mà làm bề đỡ cho giá, khiến giá không có giảm trở lại được nữa. Đó, thì đó là lý do mà Hoài luôn luôn chọn những cái vị trí nào mà trước đó nó có một cái đoạn nén tích lũy thật là dày đặc rồi khi giá phá vỡ lên thì Hoài mới thực hiện giao dịch mua. Còn nếu ví dụ ngay tại vị trí này ha, giá phá vỡ lên tại đây thì Hoài sẽ không mua bởi vì trước đó nó không có một cái đoạn nén nào nằm sát đường biên cả. Lúc đó thì cái giao dịch của chúng ta nó sẽ không có được hỗ trợ gì hết. Anh chị thấy ha, chính nhờ cái đoạn nén này mà giá nó sau khi chạm vào cái đường biên nó đã bật lên ngay lập tức. Và lúc đó Hoài ngay lập tức có một cái lý do để Hoài dời stop loss lên trên ngay tại đường vàng. Thì gần như là đã hóa giải toàn bộ cái rủi ro cho cái giao dịch này rồi. Thời gian sắp tới nếu mà giá tiếp tục tăng ha, thì Hoài sẽ tìm những cái vị trí mới hơn để giờ stop loss lên. Trong tuần tới có thể là một cái tuần có những cái chuyển biến tích cực hơn cho giá vàng. Tiếp theo là AG. Với AG thì cái câu chuyện nó lại ngược hẳn với vàng. Chúng ta thấy giá đang hồi lại sau một cái sóng giảm dài. Xu hướng hiện tại là xu hướng giảm. Và hiện tại giá đang tích lũy bên trong một chiếc hộp nhỏ. Như vậy chỉ cần giá giảm xuống ha, phá vỡ xuống, tích lũy thêm một chút xíu nữa rồi phá vỡ xuống chiếc hộp này là chúng ta đã có thể giao dịch bán. Đây là setup cú phá vỡ khối hành vi giá BB. Anh chị có thể xem lại cái series Bob Volman Scalping của Hoài. Anh chị lên YouTube search chữ Bob Volman Scalping là sẽ có nguyên một cái series Hoài nói về tất cả những setup mà Hoài sử dụng để trade, bao gồm 7 setup. Có những setup để bắt sóng kéo ngược, có những setup để bắt một khối hành vi giá như là setup BB này, và có những setup chúng ta chuyên đánh cái vùng phạm vi ha, cái vùng range, trading range. Có đến 3 setup để mà chúng ta đánh vùng phạm vi rất là đa năng, đa dụng và chúng ta có thể áp dụng trên mọi thị trường cũng như là mọi khung thời gian khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta chờ một vài nến tích lũy nữa ha, khi giá giảm xuống chúng ta sell. Đây là setup cú phá vỡ khối hành vi giá. Tiếp theo là EU. Với EU thì đây là cái giao dịch nó tiến triển rất là tốt rồi anh chị. Hoài đang có một khoản lợi nhuận rất tốt trong tay, đó là 3,5 € và stop loss của Hoài ngay tại đường vàng. Stop loss của Hoài nó luôn đi cách một khoảng so với mức giá thị trường hiện tại, nó không có bao giờ quá sát anh chị ha, chị thấy nó cách một khoảng nè. Thì nếu mà thị trường nó có một cái cú hồi đi chăng nữa và nếu giá nó tiếp tục tăng thì Hoài sẽ tiếp tục giờ stop loss lên cao hơn. Cái stop loss chúng ta sẽ đi theo cái giá thị trường và nó cách một khoảng. Sẽ đến một thời điểm nào đó cái stop loss của chúng ta sẽ bị cán và lúc đó là lúc chúng ta thoát lệnh thôi. Nhưng mà cũng có những thời điểm giá nó đi hoài, đó là lúc mà Hoài bắt được một cái con sóng lớn và một cái big win, một cái lệnh thắng lớn. Tiếp theo là NG. Với NG thì cái bối cảnh nó cũng giống với AG thôi, cho nên anh chị có thể chọn một trong hai hoặc anh chị có thể tận dụng để nhồi lệnh khi một trong hai trade đã không còn rủi ro nữa. Đây là cú phá vỡ khối hành vi giá, hoặc anh chị có thể gọi là cú phá vỡ doji đôi cũng được. Đó, cả hai đều đúng hết. Và cái điều kiện của chúng ta đó là giá tích lũy thêm một vài nến nữa ha, một nến nữa thôi và phá vỡ xuống cái hộp này, chúng ta thực hiện giao dịch bán. Ok, đó chính là thị trường Forex. Bây giờ chúng ta nói về thị trường chứng khoán Mỹ rất là hấp dẫn. Chứng khoán Mỹ sau một sóng tăng thì có một cái ngày điều chỉnh vào ngày thứ năm.
nhưng mà cái điều chỉnh này cũng không có quá gì nghiêm trọng đâu anh chị, chỉ qua ngày thứ sáu là chị thấy cái nến tiếp theo của nó là nến doji nè, tức là một cái sự chững lại ha, một sự chững lại sau một cái sóng giảm, một cái nến giảm nhỏ. Chung quy lại thì cái bối cảnh thị trường nó vẫn rất là tốt và nó chưa có cái sự thay đổi trong cái tín hiệu, chúng ta vẫn tiếp tục mua vào những cái cổ phiếu mạnh nhất thôi. Cổ phiếu GE Hoài đã thực hiện cái điểm mua rồi. Khi giá phá vỡ lên vào ngày 15 tháng 8 thì Hoài sẽ thực hiện thêm nhồi vị thế thêm, khi giá phá vỡ lên khỏi mức giá là 174,97. Hiện tại thì cái cổ phiếu này vẫn đang đi lình xình, khả năng là nó đang bị chặn xuống bởi cái vùng kháng cự phía trước nè. Đó, đó là lý do mà chúng ta nên có hai cái điểm mua cho cổ phiếu, điểm mua đầu tiên và điểm mua thứ hai là để chúng ta nhồi thêm lệnh. IBM, cổ phiếu GE thì anh chị sẽ không tìm thấy trên sàn Hnet đâu, mà cổ phiếu IBM thì anh chị tất cả những cổ phiếu từ đây trở về xuống anh chị có thể tìm thấy. Đấy. Với IBM thì anh chị có thể chờ thêm một cái điểm mua thứ hai nữa quanh khu vực 198,87. Cái này hồi vẽ là nó dựa trên cái đỉnh trước đó thôi anh chị thấy ha. Đây nè. Đây. Nó đi ngang qua cái đỉnh trước đó, đây là một cái điểm mua thứ hai để mình có thể nhồi lên. Nếu mà anh chị đã vào lệnh theo cái setup BB này rồi thì khi giá phá vỡ lên cái chỗ thứ hai này anh chị có thể nhồi thêm lệnh. Còn nếu mà anh chị chưa vào lệnh ngay tại cú phá vỡ BB đầu tiên thì mình nên đợi một cái đoạn tích lũy sát sát so với đường biên phía trên này lên ha, sát sát chút xíu rồi khi giá phá vỡ lên lúc đó chúng ta mới nên thực hiện giao dịch. Đó, cái lệnh nhồi nó sẽ đỡ rủi ro hơn so với cái lệnh đầu tiên, đơn giản là vì cái lệnh nhồi chúng ta thực hiện khi cái lệnh đầu này mình đã có một cái khoản lợi nhuận mở rồi đó, mình sẽ không có sợ nữa, mình đang có một trong tay một khoản lợi nhuận mở, cho nên là khi mình vào thêm lệnh á mình sẽ cảm thấy tự tin hơn. Bởi vì dù gì đi chăng nữa, nếu giả sử nếu mà giá đảo chiều thì chúng ta sẽ không mất gì ha, bù qua sức lại chúng ta cũng sẽ không có bị lỗ đó. Còn nếu mà anh chị mới vào lệnh lần đầu tiên thì mình cần phải kỹ càng hơn một chút xíu, cần phải cẩn trọng hơn một chút, đó là mình cần phải có một đoạn nén để mình có thể có điểm mua và một cái vị trí đặt stop loss tốt nhất có thể. Ok, trước khi đi tiếp thì Hoài muốn giới thiệu cho anh chị một cái sàn có một cái bonus giao dịch rất là hấp dẫn, đó chính là sàn PXBT. PXBT là một cái sàn con của sàn chính là PrimeXBT. PrimeXBT thì Hoài đã từng giới thiệu cho anh chị cách đây 1-2 năm rồi, rất là lâu rồi, và sàn này nó đã có từ thời điểm 2018. Đây, đây chính là sàn Prime ha. Nếu anh chị mà muốn chuyên trade về crypto currency, chuyên trade Bitcoin, Ethereum rồi đó thì mình có thể vào cái sàn primexbt.com. Nếu mà anh chị mở theo link của Hoài ha, Hoài để dưới phần mô tả comment đầu tiên thì anh chị có thể nhận được cái bonus 20%. Còn nếu mà anh chị muốn trade cổ phiếu chỉ số ha, chỉ số chứng khoán, không có cổ phiếu Mỹ anh chị ha, chỉ số chứng khoán, forex và hàng hóa, ví dụ như là vàng chẳng hạn, trên MT5, anh chị nào mà quen trade MT5 á, giống như là những cái sàn về forex bình thường thôi, thì anh chị có thể mở theo link của Hoài trên sàn PXBT. Hai sàn này cơ bản là nó chung một nơi thôi, nhưng mà nó chia ra một bên á thì chuyên trade crypto, còn một bên á thì chuyên trade vàng forex. Đó, mình hiểu vậy cho đơn giản. Thì nếu mà anh chị mở theo link của Hoài PXBT, Hoài để link phần mô tả comment đầu tiên, để mà chuyên trade về vàng forex thì anh chị có thể được hoàn đến 40% số tiền nạp. Nếu mà anh chị nạp 50 đô ha, nạp 50 đô thì mình sẽ được hoàn 50 đô luôn. À, còn nếu mà anh chị nạp trên 50 đô thì sẽ được nhận thêm 40% bonus nạp cho tất cả các lần nạp. Các bước để mình nhận cái bonus thì là bước 1, anh chị mở tài khoản tại link. Hoài để phần mô tả comment đầu tiên ha. Có hai link, một link là PXBT, một link là PrimeXBT. Bước 2, mình nạp vào tài khoản và nhận số tiền bonus tương ứng. Bước 3, anh chị liên hệ với bạn Leona. Để link phần mô tả mình đầu tiên bấm vào là sẽ nhận được thôi. Đó, để nhắn cho bạn này để nhận cái mã bonus. Ngoài ra anh chị cũng có thể tham gia vào group hỗ trợ của PXBT, đây cái group Telegram á, để mà đặt câu hỏi nếu mà anh chị gặp những cái vấn đề về nhận bonus hay là xác minh hay là những vấn đề về tài khoản chẳng hạn thì có thể đặt câu hỏi trong này. Sẽ có cái chuyên gia hỗ trợ người Việt để hỗ trợ cho anh chị ha. Ok, mình quay trở lại với cái video phân tích. Tiếp theo là cổ phiếu EA. Với cổ phiếu này Hoài đã thực hiện đóng lệnh tại hòa vốn rồi anh chị ha, ngay sau khi có một nến giảm lớn diễn ra vào ngày hôm thứ năm. Đấy, chỗ này nè, nến giảm lớn thì vào cái giờ mở cửa của ngày thứ sáu thì thực hiện đóng toàn bộ vị thế luôn ngay tại mức giá hòa vốn. Đó, cơ bản đây là một cái chiến lược an toàn của Hoài thôi, Hoài không muốn là thua lỗ lớn, cho nên là những khi có những cái dấu hiệu đảo chiều, đặc biệt cái nến này mình thấy là một nến đảo chiều lớn nè, và nếu mà mình so với toàn cụm nến trước thì đây là một cái cụm mô hình evening star, mô hình sao hôm,
nó mang tính chất giảm giá, cho nên là Hoài thực hiện bán. Và nếu mà giá tăng trở lại ha, Hoài đặt sẵn cái báo giá quanh 151,1 nè. Đó, giả sử nếu mà nó tích lũy thêm đi, hiện tại khả năng cao là nó cần phải tích lũy thêm đó, và nếu mà nó tích lũy thêm và nó tăng trở lại phá vỡ lên thêm một lần nữa thì Hoài sẽ thực hiện mua lại. Đó, đây là cái chiến lược mà mình cứ mỗi lần giá giảm thì mình cắt lỗ, và mỗi lần giá tăng trở lại thì mình mua, để mình đu theo giá khi nó tăng tiếp, và nếu mà giá giảm đảo chiều thì mình cắt lỗ. Cơ bản cái chuyển động của cái chiến lược của mình nó sẽ đi theo cái chuyển động của cổ phiếu. Đó. Tiếp tục nếu mà giá tiếp tục tạo ra một cái đoạn nén ở đường biên trên cao hơn nữa và phá vỡ lên nữa thì họ sẽ thực hiện cái chiến lược nhồi thêm vị thế. Về lâu về dài cái chiến lược này sẽ giúp cho chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn nếu mà cổ phiếu nó đi đúng theo cái nhận định của mình. Còn nếu mà cổ phiếu nó đảo chiều, nó giảm thì mình cắt lỗ với một khoản lỗ rất là bé, không đáng kể. Tiếp theo là AMT. Đây, AMT là Hoài cũng đã thực hiện hai lệnh luôn rồi. Một lệnh đầu tiên là lệnh mua theo thiết lập BB ha, ngay tại cái cú phá vỡ lên chiếc hộp nhỏ này, thực hiện ngay, và chỉ một giờ sau đó thôi ha, chỉ tầm một tiếng sau đó thôi, giá phá vỡ lên cái đường kháng cự thứ hai luôn, và thực hiện luôn cái lệnh nhồi ha, lệnh nhồi vị thế. Đấy, cả hai lệnh này đều thực hiện chung vào một ngày. Thì bây giờ thì họ xóa luôn cái báo giá phía trên cùng đi, bởi vì họ đã vào lệnh và đã nhồi rồi thì bây giờ không cần vào thêm lệnh nữa. Ok anh chị ha, với cái lệnh mua đầu tiên đó, ngay lập tức họ đã có trong tay 1,3 rồi, lợi nhuận rất là nhanh. Và lệnh mua thứ hai thì chưa có biến chuyển nhiều bởi vì cái điểm mua nó hơi cao. Ok, đây là một cách để mà chúng ta có thể tăng thêm lợi nhuận khi mà chúng ta đoán đúng. Bởi vì cái việc nếu mà mình đoán sai thì thường cổ phiếu nó chỉ tăng lên được chút thôi rồi nó sẽ giảm, nó đảo chiều ha. Đó, lúc đó thì mình nên cắt lỗ. Còn nếu mà cổ phiếu nó đã tăng và nó tăng tiếp được thì nó cho thấy cái sự đồng thuận rồi, nó đã cho thấy là rất là nhiều tay chơi khác cũng đang đồng tình rằng cổ phiếu này chuẩn bị tăng tiếp, và lúc đó là lúc mà chúng ta nên mua thêm. Cổ phiếu Ly thì khả năng cao là nó sẽ có một cái sự biến chuyển rất là mạnh vào ngày 28 tháng 8 là ngày thứ tư, đó là cái ngày earning ha, báo cáo thu nhập doanh thu của cổ phiếu này. Nếu mà vào ngày đó ha, nếu mà giá nó nhảy gáp lên, nó gáp lên khu vực này chẳng hạn, thì họ sẽ thực hiện mua với 0,5% risk, rủi ro 0,5% đó. Còn giả sử nếu mà nó giá giảm thì họ bỏ qua, không mua thôi. Đây là thiết lập EP của trader huyền thoại Christian Koulamagi. Thì đây là một cái cách để mình đánh những cái cú nhảy gáp ha, những cái cú tăng trưởng mạnh vào cái ngày earning. Nhưng mà đây là một setup nó mang tính chất là nâng cao và cái rủi ro khá là cao, nên anh chị nếu mà mình có kinh nghiệm thì mình mới nên áp dụng. Cổ phiếu UNH họ được thực hiện điểm mua đầu tiên rồi ha, sau cái mô hình VCB rất là rõ anh chị ha. Đây mô hình VCB nè, đâu có gì phức tạp đâu, cơ bản là mô hình giống mô hình cốc tay cầm thôi. Và họ sẽ thực hiện thêm lệnh nhồi khi giá phá vỡ lên khỏi 591,99. Cái này họ không có cần cái đoạn nén nữa, bởi vì cái lệnh nhồi á là họ đã thực hiện, họ sẽ thực hiện khi lệnh đầu tiên này đang có lợi nhuận nè, cho nên không có cần phải đoạn nén gì hết. Gil họ đã thực hiện cả điểm mua đầu tiên và điểm mua nhồi luôn rồi ha, điểm mua đầu tiên khi giá phá vỡ lên hộp và điểm mua nhồi khi giá phá vỡ lên vùng kháng cự 76,25. Đó, cả hai điểm mua đều đang có một khoản lợi nhuận nhỏ. Cơ bản cái diễn biến của cổ phiếu này khá là tích cực ha. Cái cú phá vỡ nó đi 5 ngày liên tiếp ha, tăng 5 ngày liên tiếp khá là tốt ha. Cho nên đó là lý do mà chúng ta nên thực hiện nhồi thêm vị thế. CVS thì điểm mua đầu tiên chưa được kích hoạt ha, và giá hiện tại đang tạo ra một cái mô hình VCP nè anh chị. Đó, mình VCP. Bây giờ chúng ta cần chờ nó tích lũy thêm một chút xíu nữa thôi. Và nếu mà giá phá vỡ lên thì chúng ta thực hiện giao dịch mua. Cơ bản là mô hình VCP rất là kinh điển. Còn cái điểm mua thứ hai là quanh khu vực phía trên lận 62,19, nằm trên cái vùng phạm vi. À, thì cái đó thì mình tính sau đi. Đầu tiên, lần đầu tiên là mình cứ thực hiện cho tốt cái điểm mua VCB cái đã. MDLZ thì vẫn chưa phá vỡ lên khỏi điểm mua của chúng ta ha. Quanh 72,78, đây là thiết lập cú phá vỡ vùng phạm vi RB. À, bây giờ chúng ta cần phải chờ một cái đoạn nén dày sát so với đường biên nè. À, rồi khi giá phá vỡ lên, lúc đó chúng ta mới thực hiện việc mua. Tesla, đây, cổ phiếu rất hoài mà họ rất là ưa thích bởi vì nó đã đem lại cho họ khá là nhiều lợi nhuận, vì phần lớn những cái trade mà họ thực hiện với Tesla đều là thuận lợi hết. Cơ bản là có duyên với nó. Đây, gần đây cũng đã có một cái trade khá là tốt với Tesla. Hiện tại thì cổ phiếu này cũng đang tạo ra một mô hình VCB nữa. À, bây giờ chúng ta chờ một đoạn nén dài ha, sát nè. Rồi khi giá phá vỡ lên chúng ta sẽ mua. Cơ bản mô hình VCB rất là kinh điển anh chị ha. Và tiếp theo là AMGN, cũng mô hình VCB luôn ha. Cơ bản đây là một đại chiến mô hình VCB. Đấy, đây rồi, vẽ lại đó, mô hình VCB ha. Rồi bây giờ chờ nó tích lũy chút xíu đi,
khi giá phá vỡ lên mình có thể thực hiện điểm mua. Và tiếp tục khi mà giá phá lên và giả sử nếu mà nó phá lên và nó tích lũy thêm nữa, tích lũy thêm nữa và phá thêm một lần nữa, chúng ta có thể thực hiện nhồi thêm lên. Đó. Tiếp theo là cổ phiếu Việt đi. Cổ phiếu Việt cũng đang rất là bùng cháy anh chị. Chúng ta có 1, 2, 3, 4 ngày tăng liên tiếp ha. 4 ngày tăng liên tiếp của chỉ số VNI. À, chỉ số này nó tăng 5% rồi ha, hơn 5% kể từ cái đáy của nó rồi. Rất là tốt. Và sau cái tín hiệu mua thì Hoài cũng đã thực hiện lên setup cho nhiều cái cổ phiếu. Một trong số đó là HVH. À, giá cổ phiếu này vẫn đang nằm trong một cái vùng phạm vi khá là dài và cái phần đuôi của vùng phạm vi nó đang tạo ra một mô hình VCB nữa anh chị. Đó, bây giờ nó chờ nó tích lũy thêm một chút xíu nữa rồi giá phá vỡ lên chúng ta có thể mua. Đây cơ bản là setup RB trùng với mô hình VCP ha. Tiếp theo là VPH cũng vậy, cũng là setup RB luôn. À, RB và kết hợp với mô hình VCP nè, đó rất là kinh điển. Bây giờ chỉ cần giá tích lũy một chút rồi phá vỡ lên chúng ta có thể mua. SJE thì vẫn chưa tạo ra một đoạn nén sát biên, bây giờ chúng ta cần phải chờ đoạn nén trước tiên đã. Bây giờ chưa có đoạn nén gì hết thì đừng có vội anh chị ha. Đó. Sau khi có đoạn nén gần biên phá vỡ lên chúng ta có thể mua. Fox cổ phiếu FPT Telecom cũng đang tạo ra một mô hình VCB nè anh chị. Nhìn sơ là thấy trũng 1, trũng 2, trũng 3, trũng 4. À, bây giờ chờ nó tích lũy thêm chút xíu rồi phá vỡ lên là chúng ta có thể mua ngay. TTN cũng mô hình gì anh chị, cũng mô hình VCB luôn ha. Này, trũng 1 nè, trũng 2 nè, trũng 3 nè, trũng 4 nè. Đấy, tích lũy chút xíu nữa phá vỡ lên là mua thôi, rất đơn giản và kinh điển. MCN Masan đi ha. Masan cũng mô hình gì anh chị, mô hình VCB, trũng 1 nè, trũng 2 nè, chờ nó tích lũy chút xíu, phá vỡ lên là chúng ta mua. DG World sao cũng mô hình VCB nhưng mà bây giờ cái phần tay cầm của nó chưa hoàn thành anh chị ha, mới hoàn thành phần cốc thôi. Đây, trũng 1 nè, chưa có trũng 2, bây giờ mình chờ cái phần trũng 2 này hình thành. Đó, tích lũy phá vỡ là chúng ta mua. Đó, trây cổ phiếu nó đơn giản vậy thôi anh chị, chỉ xào qua xào lại cái mô hình VCB này là anh chị đủ chơi rồi. Mình không có cần phải học nhiều setup. Học nhiều setup là để mình đánh vàng forex cho nó thuận tiện, cho nó linh hoạt thôi. Còn với cổ phiếu Mỹ cứ xào cái mô hình VCB này là đủ chơi hết. FPT này, hồi này cổ phiếu này cũng đã mua rồi ha. Mua vào ngày thứ ba rồi. Cũng mô hình gì anh chị? Đây là một cổ phiếu mà có một bạn trong cái livestream báo cho Hoài. Rất là cảm ơn bạn, Hoài không biết nhớ tên bạn là gì. Trũng 1 nè, trũng 2 nhỏ nè, đó, rồi phá vỡ lên chúng ta mua thôi. Bây giờ nếu mà cổ phiếu quay trở lại retest anh chị cũng có thể mua được, mua ngay tại điểm buy limit cũng được. Đấy, và mình kỳ vọng giá nó sẽ bật lên. Đó. Hoặc là anh chị chờ nó hồi về ha, xong rồi nó bật lên thì mình mua ngay cái điểm mà nó phá lên nè, điểm ngang này nè. Đó, nó cũng là một cái cách mua. Cách mua đầu tiên là mua buy limit khi mua khi giá giảm, còn cách mua thứ hai là mua khi giá tăng trở lại, cả hai cách đều phù hợp hết. Ok, đó chính là cổ phiếu Việt và cuối cùng cryptocurrency. Thì ngày hôm qua có cái tin về lãi suất hay cái gì đó của Fed, Hoài cũng không có để ý nữa. Nhưng mà nhờ cái tin này mà chứng khoán Mỹ và crypto cũng đã đều tăng trưởng thì Hoài cũng đã thực hiện ngay một giao dịch mua. Cái báo giá này Hoài đã báo cho anh chị vào tuần trước rồi ha, 62.300. Khi giá phá vỡ lên vùng này chúng ta có thể thực hiện một giao dịch mua. Đây là setup gọi là IRB, cú phá vỡ bên trong vùng phạm vi. Cái trade này cũng đang có chừng 0.5R lợi nhuận mở đó, và cái mà Hoài kỳ vọng đó là có thể là một cú retest lại đường biên đi ha, rồi sau đó giá có thể là bật lên trở lại. Lúc đó chúng ta có thể ngay lập tức dời stop loss lên cái vị trí mới hơn. Ok, trên đây là cái video phân tích cuối tuần gồm tất cả các thị trường mà anh chị trade, mà Hoài đang trade. Anh chị có thể tham khảo cái bonus nạp $50 tặng $50 ha của sàn PSBT, và nạp trên $50 sẽ nhận thêm 40% bonus giá trị nạp. Đây là cái bonus rất là hấp dẫn mà Hoài đã trước giờ Hoài làm việc với sàn. Đây là cái sàn mà có bonus hấp dẫn nhất. Ok, max bonus mà anh chị có thể nhận được đó là $1,000 anh chị ha, $1,000. Cảm ơn chị xem video của Nhật Hoài. Xin chào và hẹn gặp lại.